Trong tháng 4, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tăng 6%, nâng chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng tăng trên 10% so với cùng kỳ. Trong tháng 4, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tăng 6%, nâng chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng tăng trên 10% so với cùng kỳ. Mặc dù bị ảnh hưởng từ khí hậu, thời tiết, giá cả và mức độ chi tiêu của người tiêu dùng đến nền kinh tế, nhưng 4 tháng đầu năm 2015, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vẫn giữ được mức phát triển ổn định. Trong đó sản xuất kim loại tăng trên 16%, sản xuất trang phục tăng 15%, hóa dược và dược liệu tăng trên 14%, sản xuất chế biến thực phẩm tăng 7%. Ngoài ra, các ngành nghề dệt len, sản xuất chế biến thực phẩm, chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, sản xuất sản phẩm từ khoáng vi kim loại giảm từ 4 đến 8%.